cập nhật tin tức mới nhất về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay 11 tháng 4 năm 2020 gồm những tin tức nổi bật như sau. Trên thế giới, Mỹ tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Sợ dịch bùng phát lần hai, Trung Quốc đuổi người châu Phi về nước. Thái Lan ra lệnh giới nghiêm cho điểm nóng COVID-19 Phuket. Tại Việt Nam, đường phố bắt đầu đông trở lại, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân ở nhà, không được chủ quan. Y bác sĩ sẽ cách ly sau khi bệnh nhân khỏi bệnh. Vì sao ngành hàng không phải được ưu tiên giải cứu sau cơn bão COVID-19? Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới ngày 11 tháng 4 năm 2020. Thống kê từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam cho thấy, tính đến 14 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020, thế giới ghi nhận hơn 1,7 triệu người mắc COVID-19, tăng 92.466 người so với cùng giờ ngày hôm trước, thêm 6.942 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vượt hơn 100.000 ca. Cùng với đó, thế giới cũng ghi nhận 376.572 người đã phục hồi. Trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục xác lập kỷ lục mới với hơn 2.000 ca tử vong và gần 34.000 ca nhiễm mới. Cũng là nước đầu tiên báo cáo số người chết vì COVID-19 tăng lên trên 2.000 ca chỉ trong một ngày. Với mức tăng kỷ lục này, khả năng trong ngày mai, Mỹ sẽ trở thành quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm và cả số ca tử vong trên thế giới. Hiện số ca tử vong tại Mỹ chỉ thấp hơn Ý, quốc gia đứng đầu về số ca tử vong là 102 người. Bên cạnh đó, ngày hôm nay, Pháp ghi nhận thêm 7.120 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm vượt hơn 124.000 ca, vượt cả Đức, tiếp tục trở thành nước đứng thứ tư trên thế giới. Trước đó, tình hình dịch tại Pháp đã có dấu hiệu giảm. Một điểm khác cũng cần chú ý là nước Anh, số ca tử vong tại Anh đã đạt gần 9.000 ca, đứng thứ tư trên thế giới và số ca nhiễm cũng có khả năng vượt Trung Quốc trong tuần tới. Còn tại Trung Quốc, trong 24 giờ qua, đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm và 3 ca tử vong mới. Những người chết vì virus corona ở New York và không ai được tiếp nhận có thể được chôn cất trên đảo Hodge phía đông tỉnh Bronx, các quan chức nói với CNN. Trong nhiều thập kỷ, đảo Hodge đã được sử dụng để làm nơi yên nghỉ cho những người quá cố, không được các thành viên trong gia đình tiếp nhận. Trong cuộc khủng hoảng này, đảo Hodge sẽ tiếp nhận những người đã qua đời do COVID-19, thư ký thị trưởng thành phố New York Freddie Goldstein cho biết. Trong hai tuần qua, rất nhiều người chết nhưng cơ quan y tế không liên lạc được với gia đình của họ để xử lý việc chôn cất. Nếu các quan chức nhà xác không liên lạc được với người thân của người chết trong vòng 14 ngày, thi thể sẽ được chuyển đến đảo Hodge. Đây là một phần trong kế hoạch của thành phố để đảm bảo giảm tải cho nhà xác trong suốt thời gian đại dịch diễn ra. Các tù nhân trên đảo sẽ không được giao nhiệm vụ chôn cất người như họ đã từng phải làm. Thư ký báo chí của Cục Cải chính hôm thứ Ba cho biết, lao động tù nhân trên đảo đã bị trì hoãn cho các mục đích giãn cách xã hội. Các nhà chức trách Thái Lan đã thực hiện các biện pháp phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt để làm chậm sự lây lan của virus COVID-19 tại Phuket, nơi nổi lên như là một điểm nóng của coronavirus tại nước này. Với 170 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 tính đến ngày 10 tháng 4, hòn đảo có 400.000 cư dân này có tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao nhất trong số 77 tỉnh của Thái Lan. Vào ngày 9 tháng 4, chính phủ đã tuyên bố phong tỏa tất cả 17 huyện trên đảo trong 14 ngày, yêu cầu tất cả cư dân ở nhà từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 4 hoặc cho đến khi nào tình hình được cải thiện. Động thái này đã khiến cho Phuket trở thành tỉnh đầu tiên ở Thái Lan bị phong tỏa hoàn toàn. Sân bay quốc tế Phuket hiện đã đóng cửa cho tất cả các chuyến bay không cần thiết cho đến ngày 30 tháng 4. Hòn đảo được kết nối với đất liền bằng một cây cầu cũng đã đóng cửa các điểm vào đất liền và trên biển, chỉ mở cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cần thiết. Tất cả các bãi biển đã bị đóng cửa vô thời hạn, cũng như nhà hàng, quán bar và các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu. Một lệnh khác của chính phủ có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 yêu cầu mọi người ở Phuket phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, trong khi lệnh giới nghiêm được thực hiện từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau mỗi ngày. Cộng đồng người châu Phi tại Quảng Châu đang đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi nơi ở trong tuần này khi các cảnh báo của Trung Quốc chống lại các trường hợp coronavirus nhập khẩu. Ở thành phố phía nam Trung Quốc, người châu Phi đã bị chủ nhà đuổi khỏi nhà và khách sạn cũng không cho lưu trú. Mặc dù nhiều người nói rằng họ không có lịch sử du lịch hoặc liên hệ với bệnh nhân COVID-19, CNN đã phỏng vấn hơn 20 người châu Phi sống ở Quảng Châu. Nhiều người trong số họ kể về những trải nghiệm tương tự như bị đuổi khỏi nhà, bị xét nghiệm ngẫu nhiên COVID-19 và bị cách ly 14 ngày trong nhà, mặc dù không có triệu chứng hay tiếp xúc với bệnh nhân. Cơ quan y tế tỉnh Quảng Châu và Cục Công an Quảng Châu đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông tăng cường về cái gọi là làn sóng thứ hai của các trường hợp coronavirus phát hiện từ các trường hợp nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc. Đầu tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nhà chức trách theo dõi cẩn thận các trường hợp nhập khẩu từ các nước khác. Tuy nhiên, một dữ liệu khác ít người biết và không được công bố rộng rãi, đó là vào ngày 26 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Luo Xiaoqi cho biết 90% trường hợp bệnh nhập khẩu là những người có hộ chiếu Trung Quốc. Quảng Châu từ lâu đã có cộng đồng châu Phi lớn nhất tại Trung Quốc. Cư dân châu Phi nói rằng sự thù địch của người Trung Quốc đối với sự hiện diện của họ không có gì mới. Tuy nhiên, khi các trường hợp coronavirus xuất hiện trong cộng đồng châu Phi trong tháng này đã khuếch đại những căng thẳng hiện có. Một báo cáo vào ngày 4 tháng 4 đã cáo buộc một người Nigeria mắc COVID-19 tấn công một y tá Trung Quốc, người đã cố gắng ngăn anh ta rời khỏi một khu cách ly tại Bệnh viện Quảng Châu. Sau đó vào ngày 7 tháng 4, chính quyền Quảng Châu cho biết 5 người Nigeria đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành một danh sách dự thảo mới về động vật có thể được nuôi để lấy thịt sau khi xảy ra dịch COVID-19, được nghi là có nguồn gốc từ động vật hoang dã tại chợ bán đồ tươi sống Vũ Hán. Danh sách bao gồm các mặt hàng chủ lực như lợn, bò, gà, cừu, cũng như vật nuôi đặc biệt như một số loài hươu, lạc đà, alpaca và đà điểu. Các loài động vật được các nhà khoa học nghi ngờ đã truyền virus sang người như tê tê, dơi, mèo và cầy hương đã không được đề cập đến. Hai loài cáo, gấu trúc và chồn có thể được nuôi làm gia súc nhưng không phải để lấy thịt. Chó cũng vắng mặt trong danh sách vật nuôi lấy thịt và nếu được thi hành chính thức, đây sẽ là lệnh cấm đầu tiên trên toàn Trung Quốc đối với việc tiêu thụ thịt chó. Với sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại và mối quan tâm, sự ưu tiên của công chúng đối với việc bảo vệ động vật, chó đã phát triển từ vật nuôi truyền thống sang vật nuôi đồng hành, một lời giải thích kèm theo dự thảo. Bắc Kinh tạm thời cấm mọi hoạt động buôn bán động vật hoang dã làm thực phẩm sau khi dịch bệnh bùng phát. Dự thảo trên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ được công bố chính thức vào ngày 8 tháng 5. Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 11 tháng 4 năm 2020. Tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 4, Việt Nam chỉ ghi nhận một ca nhiễm mới là mẹ của bệnh nhân 257 tại Mê Linh, Hà Nội. Như vậy, hiện Việt Nam có 258 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 144 bệnh nhân đã được trị khỏi, còn 114 bệnh nhân đang điều trị. Trong số 114 ca đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 20 ca, số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính là 8 ca. Bên cạnh đó, chiều ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã ký ban hành quyết định số 1052 về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai. Việc kết thúc cách ly này có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 4. Chiều ngày 10 tháng 4, sau khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng của tỉnh Bình Thuận đã được xuất viện, 17 y bác sĩ điều dưỡng của khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã được nghỉ ngơi, đồng thời thực hiện cách ly theo quy định. Từ ngày 10 tháng 3, tỉnh Bình Thuận ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Để ngăn chặn sự lây nhiễm trong bệnh viện và trong cộng đồng, 17 y bác sĩ, điều dưỡng viên trực tiếp tham gia điều trị tại khoa nhiễm đã được bố trí ở lại trong bệnh viện, cùng nhau nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân. Trong thời gian này, mẹ ruột của một nữ điều dưỡng đã qua đời, nhưng chị vẫn chấp nhận ở lại khu cách ly để ngăn chặn mọi nguy cơ lây lan mầm bệnh ra bên ngoài. Đến nay, tất cả 9 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bình Thuận đã khỏi bệnh. Chúng ta hãy cùng bày tỏ lòng tri ân và gửi lời chúc sức khỏe tới 17 y bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trước tình trạng người dân ra đường tăng trở lại với những lý do không thật sự cần thiết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nhắc nhở việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội trong 15 ngày từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Thành phố yêu cầu mọi người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dùng dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không được chủ quan với dịch bệnh để tự bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một loạt giải pháp được xem như là những cú hích mạnh nhằm vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nữa các biện pháp mạnh mẽ. Chính phủ đã có một số giải pháp tháo gỡ khó khăn như gói hỗ trợ về tiền tệ được nâng lên khoảng 300.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ về tài khoá miễn, giãn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất 180.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Cụ thể, nhóm chính sách về tài khoá đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 700.000 tỷ đồng, giảm thuế hơn nữa cho doanh nghiệp, chính phủ cắt giảm chi thường xuyên, tìm nguồn lực bổ sung cho ngân sách nhà nước. Nhóm chính sách tiền tệ, hỗ trợ vốn, giảm lãi suất cho doanh nghiệp, miễn lãi cho doanh nghiệp vay trả lương. Chính sách hỗ trợ lao động, miễn đóng bảo hiểm xã hội, miễn đóng quỹ công đoàn và hàng loạt các giải pháp khác. Tuy nhiên lúc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định cần có thêm các biện pháp mạnh mẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm để nền kinh tế vượt mạnh như lò xo bị nén bật mạnh trở lại khi COVID-19 qua đi. Trước yêu cầu của Thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế, giới chuyên gia cho rằng ngành hàng không phải được ưu tiên giải cứu. Vì sao như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua ghi nhận sau. Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đối với ngành hàng không. Các lệnh hạn chế đi lại và tâm lý lo ngại bao trùm, buộc các hãng phải cắt giảm phần lớn tần suất các chuyến bay, giảm sâu giá vé, đồng thời kêu gọi nhân viên tự nguyện nghỉ không lương. Trong khi chờ chính phủ đưa ra các gói cứu trợ, thì các hãng hàng không đang phải gồng mình tìm mọi biện pháp để tự cứu mình, tránh nguy cơ phá sản. Ngay lúc này, nhiều hãng hàng không đã tìm cách cắt giảm chi phí như cắt giảm nhân viên, cắt giảm các lộ trình bay, tái đàm phán giảm giá các hợp đồng thuê máy bay, tiết kiệm chi phí. Hãng hàng không lớn nhất cả nước là Vietnam Airlines có tới 2.000 nhân viên phải cách ly, 100 máy bay nằm không, doanh thu giảm 50.000 tỷ. Toàn bộ người lao động bị giảm lương, hơn 2.000 cán bộ nhân viên, trong đó có hơn 400 cán bộ là lãnh đạo tổng công ty. Toàn bộ các cấp phải cách ly để thực hiện trách nhiệm cộng đồng, thậm chí đã có 4 cán bộ nhân viên của hãng nhiễm bệnh với lịch bay và tình hình diễn biến dịch bệnh như hiện nay. Dự kiến năm 2020, doanh thu của hãng sẽ giảm 50.000 tỷ. Còn hãng Bamboo cũng cho toàn bộ nhân viên nghỉ luân phiên và hưởng 50% chế độ. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với các hãng hàng không khi phải đối mặt với COVID-19. Dù chưa đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng một số hãng đã kêu gọi nhân viên tự nguyện nghỉ không lương, tìm kiếm thị trường mới, phát triển mạng bay ở các khu du lịch trong nước, giảm giá vé tới 50% các đường bay nội địa và Đông Nam Á. Theo thư động viên cán bộ nhân viên cùng đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này, Tổng Giám đốc hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines Dương Chí Thành phải thừa nhận như các hãng hàng không khác, Vietnam Airlines đang phải đối mặt với những thách thức mang tính sống còn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong thời gian qua thì Vietjet cũng đã có những cái động thái tích cực để mà phát triển kinh doanh, có nghĩa là chúng tôi sẽ chú ý mở các cái thị trường mới. Nhưng mà ví dụ như là Ấn Độ thì cũng có thể là mình sẽ xem xét và cũng bắt đầu là suy nghĩ tới những cái khu du lịch trong nước. Cục Hàng không Việt Nam kêu gọi các hãng hàng không và các nhà cung cấp dịch vụ hàng không chủ động đàm phán đưa ra mức giá dịch vụ cũng như giãn tiến độ thanh toán phù hợp. Hiện nay là toàn bộ nền kinh tế đều bị ảnh hưởng. Do vậy là cái chính là chúng tôi sẽ tự lực cánh sinh. Là chúng tôi cũng đã chỉ đạo hàng không, thứ nhất là bản thân các hãng không vẫn tiếp tục nghiên cứu cái thị trường và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tàu bay và chúng ta mở lại các cái tuyến bay, cũng như tăng cường các chuyến bay sau khi dịch bệnh chấm dứt. Thứ hai là giữa các hãng không, rồi các cái đơn vị cung ứng dịch vụ, các nhà thuê tàu bay thì cũng đã ngồi với nhau để bàn bạc để giảm các cái chi phí cho các hãng không. Các hãng không cũng đã bàn với các bên cho thuê tàu bay để đưa bớt tàu bay trong cái giai đoạn khó khăn này. Cái thứ ba là cũng bàn với cả các nhà sản xuất tàu bay để tạm đình hoãn cái lịch mà bàn giao tàu bay về. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định hàng không là ngành kinh tế mũi nhọn, cũng cần có chính sách giải cứu đảm bảo kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta phải có một chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện, giảm chi phí cho doanh nghiệp, kể cả miễn giảm thuế, phí, lãi suất vay, giảm khoản nợ cho chậm nộp, kể cả thuế, phí bảo hiểm, đặc biệt là những lĩnh vực ngành nghề chịu tác động nặng nề của COVID-19. Sự hỗ trợ phải có chọn lọc, không cầu bàn, không dàn đều. Đặc biệt những ngành nghề thiệt hại nặng cần tập trung hơn. Như vậy, có thể thấy, ngành hàng không là ngành đầu tiên ngấm đòn COVID-19 và đây cũng là ngành đóng vai trò quan trọng khi vận mệnh của ngành này gắn liền với nhiều ngành kinh tế quan trọng khác như du lịch, thương mại của đất nước.
Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên kênh YouTube FBNC. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào tối ngày mai. Hãy luôn đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới.